Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem video để cho nó trở nên tốt trên kênh YouTube nhanh nhất. Không phải cứ bạn đăng một cái video trên YouTube là sẽ có nhiều người xem. À, sau đây là một số nhỏ để giúp các bạn có thể đưa video lên tốt nhanh hơn. Các bạn cứ theo dõi nhé. Chúng ta tiến hành đưa video lên. Là tiêu đề của video hướng dẫn khóa gây thích khách trên YouTube. Ở dòng đầu tiên của mục mô tả, các bạn cũng để lại dòng như tiêu đề như thế, và bạn có thể có vài dòng mô tả cho cái video này. Cái phần mô tả thì tùy các bạn nhé. Tiếp theo, cái phần những cái phần bạn tùy bạn thích ghi gì cũng được ạ. Ví dụ bạn có thể ghi Facebook, kênh YouTube, Facebook của các bạn. Sau đó các bạn để ý cái phần mà có dấu thang này là phần hashtag, bắt buộc phần này phải có nhé. Ở đây mình đã đặt cái hashtag là kênh của mình, và một hashtag thì bạn sẽ đặt giống như tên của cái video đó. Nhớ hashtag không có dấu cách nhé. Và mình đặt một hashtag nữa. Thì các bạn lật 3 đến 5 cái đều được. Bình thường thì có 3 cái được hiển thị lên. Rồi xuống phía dưới. Ở đây là một hình thu nhỏ. Phần hình thu nhỏ này cũng rất là quan trọng. Nếu bạn thiết kế được một cái hình thu nhỏ rất là đẹp và bắt mắt thì sẽ thu hút người xem nhanh hơn. Và việc thiết kế hình thu nhỏ này các bạn cũng có thể dùng nhiều phần mềm. Nhưng đơn giản mà không cần cài đặt thì các bạn có thể dùng Canva nhé. Mình sẽ có video hướng dẫn sử dụng Canva để tạo hình thu nhỏ. Để ở phía dưới nhé. Đầu tiếp xuống phía dưới, bạn sẽ phải chọn danh sách phát. Sẽ đưa video này vào cái danh sách phát nào đó. Đối tượng người xem, nếu là không nội dung không dành cho trẻ em thì bạn chọn, nếu có dành cho trẻ em thì bạn sẽ thích, nếu có nội dung dành cho trẻ em thì bạn nhé. Bạn kéo xuống phía dưới đến mục thẻ này. Mục thẻ từ khóa này rất là quan trọng, các bạn sẽ để những cái từ khóa nó liên quan đến cái video của bạn. Đây là mình đang để 3 cái từ khóa liên quan đến tên của mình, và mình để từ khóa là chính giống tên tiêu đề. Và cái mẹo hay để các bạn có thể tìm những từ khóa mà liên quan đến cái video của mình, đó là các bạn sẽ lên Google và gõ cái tên video của mình vào tìm kiếm. Thì các bạn kéo xuống phía dưới sẽ nhìn thấy một danh sách những video mà được tìm nhiều nhất, có liên quan đến cái video mà bạn vừa làm vừa đăng lên. Các bạn sẽ copy những cái từ này và đưa vào video của mình nhé. Sau khi mà đã copy xong thì các bạn kéo xuống phía dưới. Những cái mục nào mà YouTube cho bạn chọn thì bạn sẽ chọn hết nhé.
có thể chọn người quen. Bạn có thể chọn vị trí. Thực ra danh mục. Sau đó bạn bấm tiếp. Ở đây bạn sẽ tiến hành thêm màn hình kết thúc và thêm thẻ cho video nhé. Màn hình kết thúc bạn có thể chọn một trong các cái kiểu mà bạn thích, ví dụ như một video một đăng ký hoặc là hai video, như một video của DFH một đăng ký, thế là tùy các bạn nhé. Bạn tiến hành thêm thẻ. Mỗi một video tối đa sẽ chọn được 5 thẻ. Phần thêm màn hình kết thúc và thêm thẻ này cũng rất là quan trọng, các bạn nhớ làm nhé. Sau đó bạn tiếp. Lúc này bạn có thể xuất bản. Sau khi xuất bản, bạn có thể sao chép cái đường link của video này và chia sẻ lên Facebook, nên là bên các cái nhóm chỉ được khác. Lúc này bạn hãy quay lại và mở cái video bạn vừa đăng lên YouTube để xem. Và một việc nữa cần phải làm, đó là các bạn hãy copy cái tên của video. Bạn sẽ bấm vào phần bình luận, bạn chọn bình luận và bạn hãy thả một tin, thả like cho cái bình luận đó. Sau đó bạn có thể phản hồi. Việc cuối cùng là bạn hãy bấm nút thích cho video này. Như vậy, với những bước đơn giản trên, các bạn đã share video của mình và giúp cho nó lên top trên kênh YouTube nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình. Và nếu như các bạn cảm thấy video hay hữu ích, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.